Một thông tin được coi là chính thống, ít nhất bạn đã từng một lần được nghe rằng kim tự tháp vĩ đại Giza là một lăng mộ khổng lồ. Đó là nơi an nghỉ cuối cùng của các pharaoh Ai Cập cổ đại vào thế kỷ 26 trước công nguyên. Tuy nhiên, có một lỗ hổng lớn đối với giả định này là người ta không tìm thấy bất kỳ xác ướp nào bên trong kim tự tháp vĩ đại, cũng như không có bất kỳ loại đồ đạc nào được tìm thấy trong địa điểm được coi là lăng mộ lớn nhất Ai Cập này, như các đồ tạo tác, đồ trang sức có giá trị hoặc tác phẩm nghệ thuật sang trọng. Hơn nữa, họ cũng không tìm thấy bất kỳ một loại đồ gia dụng nào được chôn cùng các pharaoh mà người ta tin rằng họ sẽ cần ở thế giới bên kia. Khi nó thiếu các đặc điểm để xác định là một lăng mộ, các nhà khoa học đã cố gắng tìm kiếm những manh mối để xác định kim tự tháp được xây dựng với mục đích gì. Kết quả thật đáng kinh ngạc khi họ dự đoán đây là một nhà máy phát điện cổ đại với công suất cực lớn. Mặc dù nghe có vẻ bất khả thi, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy ý tưởng này có thể không điên rồ như người ta tưởng. Chúng ta hãy cùng xem hình ảnh của kim tự tháp khi nó vừa mới được xây dựng. Nó được bao phủ ở bên ngoài bởi các khối đá vôi tufa trắng khớp với nhau một cách hoàn hảo, đến mức ngay cả một lưỡi dao cạo cũng không thể trượt vào giữa chúng. Lớp vỏ đá có độ trơn bóng cao và có thể phản xạ lại ánh sáng mặt trời, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài gồ ghề như hiện nay. Đó là một kiến trúc rực rỡ, lấp lánh giữa sa mạc. Điều thú vị là đá vôi tufa trắng là loại vật liệu có đặc tính cách nhiệt tuyệt vời. Bên dưới các lối đi và đường hầm của kim tự tháp được lót bằng đá granite. Nó cũng là một loại vật liệu cách nhiệt nổi tiếng. Điều này đặc biệt kỳ lạ vì đá granite không được tìm thấy ở khu vực này trong bán kính 500 dặm. Nghĩa là 8.000 tấn đá granite được sử dụng trong kim tự tháp phải được vận chuyển đến Giza từ khoảng cách hơn 500 dặm. Nếu nó không nhằm phục vụ một mục đích cụ thể nào đó, tại sao họ phải tốn công sức như vậy, trong khi xung quanh khu vực có rất nhiều mỏ đá vôi? Như chúng ta đã biết, thậm chí đỉnh của kim tự tháp còn được bao phủ bởi một khối vàng nguyên chất, một trong những vật liệu dẫn điện tốt nhất trên trái đất. Từ những phân tích trên, các nhà khoa học đã phỏng đoán nguyên lý hoạt động của nó như sau. Năng lượng điện tử được tập trung trong các khoang bên trong kim tự tháp và hội tụ tại đỉnh. Đỉnh được làm bằng vàng này có thể phóng ra một nguồn điện mạnh mẽ và phóng ra ngoài trái đất để phục vụ cho một nền văn minh cao hơn. Tuy nhiên, phỏng đoán này lại xuất hiện một câu hỏi khác khiến các nhà khoa học bế tắc. Đó là nguồn điện được tạo ra như thế nào? Đối với câu hỏi này, họ đã nghĩ đến một vật thể được tìm thấy ở phòng pharaoh bên trong kim tự tháp. Đó không phải là xác ướp hay kho báu, mà đơn giản chỉ là một chiếc giường đá granite lớn không có gì bên trong đó. Sau khi nghiên cứu các tài liệu cổ đại, họ nhận thấy rằng không gian trống của chiếc giường có kích thước bằng với một trong những cổ vật huyền thoại và bí ẩn nhất trong lịch sử, hòm giao ước. Vậy nếu bên trong chiếc giường thật sự là một hòm giao ước, thì nó liên quan gì đến việc tạo điện bên trong kim tự tháp? Trước hết, chúng ta hãy cùng bắt đầu với những truyền thuyết tôn giáo. Theo Kinh Cựu Ước, Môsê, vị lãnh tụ tôn giáo quan trọng của người Do Thái, đã lên đỉnh núi Sinai để gặp Thượng Đế. Ở đó, ông đã nhận được 10 điều răn, những quy tắc sau này để tạo thành những triết lý sống của người Israel đến tận ngày nay. Nhưng đây không phải là điều duy nhất mà ông nhận được. Ở đó, Môsê cũng được hướng dẫn chi tiết về cách đóng đồ vật sẽ trở thành đức tin của người Do Thái, đó là hòm giao ước. Theo đó, Thượng Đế đã dặn Môsê phải đóng một chiếc hòm có độ dài 2,5 cubit, rộng 1,5 cubit và cao 1,5 cubit, tức là 111 nhân 67 nhân với 67 cm. Hòm được làm bằng gỗ cây si tim hay cây keo, bọc vàng bên ngoài lẫn bên trong và có đường viền xung quanh. Nắp hòm được làm bằng vàng ròng và có hai cherubim bằng vàng đặt ở đầu nắp. Hai cherubim được đặt đối diện với nhau và giương cánh về phía trước che nắp hòm. Hòm giao ước có bốn khoen bằng vàng gắn phía trên bốn chân hòm. Các đòn khiêng làm bằng gỗ cây keo được bọc vàng và được xỏ vào các khoen để khiêng. Hòm giao ước tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên trái đất. Vì thế, nó là một biểu tượng tinh thần rất lớn đối với người Israel. Sự hiện diện của chiếc hòm này chính là nguồn động lực tiếp sức mạnh cho người Israel trong quá trình chinh phục những miền đất mới.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là sức mạnh to lớn mà Hòm Giáo Ước sở hữu. Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe qua câu chuyện về Moses chia cắt biển đỏ để dẫn dắt người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Câu chuyện kể rằng, khi xưa người Do Thái phải làm nô lệ ở Ai Cập, cuộc sống vô cùng khốn khổ. Để giải thoát cho dân tộc khỏi cảnh tù đầy, một người anh hùng đã vùng lên, đó là Thánh Moses. Ông đã dẫn dắt 600.000 người cùng hành lý tháo chạy vượt qua bán đảo Sinai. Các pharaoh Ai Cập đã cho quân đội truy cùng đuổi tận. Khi người Do Thái chạy đến biển đỏ, ở đó quân đội đã sắp đuổi kịp họ. Giữa lúc nguy nan, mặt nước liền tách làm đôi để người Do Thái tiếp tục cuộc hành trình. Dĩ nhiên, quân Ai Cập không thể qua được. Một câu chuyện tương tự ít được biết đến hơn, nhưng nó đã xuất hiện vào cuối thời kỳ của Mô-xê. Khi đó, người Do Thái rời sa mạc để đi đến miền đất hứa. Khi đến sông Giô-đơn hùng vĩ, họ buộc phải vượt qua nó. Những người mang theo Hòm Giáo Ước là những người đi đầu tiên. Khi chân họ chạm vào nước, dòng sông đột nhiên ngừng chảy, như thể nó đã bị nguyền rủa ở thượng nguồn. Sau khi họ băng qua sông cùng với chiếc hòm, dòng sông tiếp tục chảy bình thường. Điều thú vị ở đây là, khi những hiện tượng bí ẩn đó xảy ra, họ đều có Hòm Giáo Ước ở bên cạnh. Trong nhiều thiên niên kỷ, mỗi khi băng qua sa mạc, những người Israel luôn mang theo Hòm Giáo Ước bên mình. Theo lời kể của họ, hòm sẽ bắn một loại năng lượng nào đó từ giữa hai cherubim trên nắp của nó. Năng lượng này sẽ đốt cháy rắn, bọ cạp, bụi gai và những mối nguy hiểm khác. Không chỉ loài sâu bọ cảm nhận được cơn thịnh nộ của chiếc hòm, mà còn có rất nhiều câu chuyện về những người bị thương tật, thậm chí bị giết khi họ cố gắng chạm vào chiếc hòm khi chưa thực hiện đầy đủ nghi lễ. Thậm chí người dân Israel còn mang theo Hòm Giáo Ước bên cạnh ngay cả trong chiến tranh. Họ tin rằng mang theo chiếc hòm vào trận chiến sẽ khiến quân địch mất tinh thần và suy yếu. Tuy nhiên, trong một cuộc chiến với người Philistine, chiếc hòm đã không thể giúp họ xoay chuyển được tình thế. Người Israel vẫn thua cuộc. Chiếc hòm đã bị những người Philistine mang về đất nước của họ như một chiến lợi phẩm và nó đã được đặt trong đền thờ của thần Dagon của họ. Nhưng ngay sau đó, một loạt sự kiện không may xảy ra với những người Philistine. Đầu tiên, thần tượng Dagon khổng lồ bị lật úp xuống phía trước chiếc hòm như thể đang cúi đầu. Họ đã đặt nó trở lại, nhưng ngày hôm sau lại bị lật đổ. Tiếp đó, thành phố của họ bị tấn công bởi dịch hạch, những cánh đồng hoa màu tràn ngập chuột và bị tàn phá nặng nề. Những người Philistine đã cố gắng di chuyển chiếc hòm đến nơi khác, nhưng đi đến đâu, dịch bệnh lại xuất hiện ở đó. Cuối cùng, họ buộc phải trả lại chiếc hòm về cho người Israel. Những câu chuyện kỳ bí về sức mạnh của chiếc hòm Giáo Ước luôn xuất hiện trong Kinh Thánh và các văn bản Do Thái cổ đại. Hầu hết chúng xuất hiện trong khoảng thời gian 500 năm, kể từ thời Mô-xê đến vua David và vua Solomon, cho đến thời điểm vương quốc của người Do Thái bị chia cắt. Sau thời điểm đó, đột nhiên không có ai hay văn bản nào đề cập đến chiếc hòm nữa, nó hoàn toàn biến mất khỏi hồ sơ. Vậy điều gì đã xảy ra? Làm thế nào mà một vật thần kỳ như vậy lại có thể biến mất? Nếu nó còn tồn tại đến ngày nay, thì chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu? Trở lại khoảng năm 9950 trước công nguyên, khi đó, nữ hoàng của vương quốc Sheba thuộc Ethiopia ngày nay đã đến thăm vua Israel là Solomon. Ở đó, bà đã mang thai đứa con của Solomon, một cậu bé mà bà đặt tên là Menelik. Cậu bé này sẽ trở thành vị vua thành lập vương quốc kéo dài nhất lịch sử nhân loại. Nó tồn tại đến ngày nay, đó chính là Ethiopia. Khi trưởng thành, Menelik trở lại Jerusalem để thăm cha mình trong một chuyến hành hương. Menelik đã đi cùng một số quý tộc Israel và được họ tặng cho một cổ vật quý giá, chính là Hòm Giáo Ước. Vì vậy, nó đã ở Ethiopia trong 3.000 năm và được bảo vệ bởi các tu sĩ đồng trinh, những người cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ Hòm Giáo Ước. Ngày nay, người ta vẫn tin rằng Hòm Giáo Ước đang ở đâu đó trên đất nước Ethiopia. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng khi người Babylon xâm chiếm vương quốc Israel vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nhà tiên tri Jeremiah đã bí mật lấy chiếc hòm đi và giấu nó trên đỉnh núi thuộc Giô-đơn ngày nay. Nhiều người khác tin rằng chiếc hòm giống như chén thánh trong Kinh Thánh đã được các hiệp sĩ đền thờ phát hiện trong cuộc thập tự trinh và nó đã được đưa trở lại châu Âu để cất giấu trong nhà nguyện Roslin ở Scotland. Trong khi các nhà khoa học lại cho rằng chiếc hòm được chôn dưới đỉnh đền thờ ở Jerusalem và nó đang chờ được khám phá. Điều này có thể giải thích rằng nhiều lần người ta đã thấy UFO ngay phía trên bầu trời Jerusalem
Bí ẩn nhất trong số đó là vào một đêm, có một quả cầu ánh sáng rực rỡ bay qua các đỉnh của ngôi đền và lơ lửng ở đó rất lâu. Sau đó, đột nhiên có một luồng sáng từ dưới đất bắn lên và vụt tắt ngay lập tức. Vật thể này cũng biến mất theo sau đó. Vị trí thực sự của Jack Holmes là điều mà nhiều người đã cố gắng khám phá trong suốt lịch sử. Vì vậy, chúng ta không nên quá ngạc nhiên với sức mạnh thần kỳ của nó. Vậy sức mạnh của hòm giao ước có vai trò thế nào đến việc sản xuất điện ở kim tự tháp trong thời cổ đại? Liệu nó thực sự do Mô-xê tạo ra hay đến từ một nền văn minh tiên tiến khác? Vào năm 1745, một nhà khoa học người Hà Lan tên Peter van Montenbroek đã đưa ra một phát minh làm thay đổi tiến trình của cả một nền khoa học hiện đại. Phát minh đó là bình nặng, một loại tụ điện hay còn được gọi với cái tên khác là bình lây đen, được đặt theo tên thành phố nơi Peter phát minh ra nó. Đây là một loại tụ điện đầu tiên trên thế giới. Thiết kế điển hình của nó bao gồm một chai thủy tinh được phủ hai lá thiếc ở bên trong và bên ngoài. Lá bọc ngoài cách miệng chai một khoảng ngắn để tránh sự phóng điện hồ quang giữa các lá. Một điện cực bằng thanh kim loại cắm xuyên qua đốt chai, nối bằng dây dẫn, thường là dây xích, đến lá bên trong để cho nó có thể tích được điện. Ngay sau khi chiếc bình nặng được phát minh ra, một ý tưởng mang tính cách mạng đã được đưa ra bởi Georg Wilhelm Lichtenberg, cha đẻ của khoa học điện. Ông tin rằng chiếc hòm giao ước trong kinh thánh thực tế là một chiếc lọ lây đen cổ đại. Ý tưởng này đã được công nhận rộng rãi trên các bài báo xuất hiện khắp thế giới. Họ gọi hòm giao ước là một chiếc lọ lây đen đắt tiền nhưng rất hoàn hảo. Hãy hồi tưởng về nó, chiếc hộp là một hộp gỗ được phủ vàng cả bên trong và bên ngoài. Tương tự giống như chai lây đen, hòm giao ước cũng được phủ bởi một chất dẫn điện, thậm chí còn tốt hơn giấy bạc trong chai lây đen, đó là vàng. Ông ấy phỏng đoán rằng lớp vàng bên trong thu điện tích dương và lớp ngoài là điện tích âm. Nắp chai cherubim đóng vai trò như một thanh trung tâm hút các electron mang điện tích âm ở bên ngoài để tích trữ điện bên trong hòm. Như một nhà báo đã nói, nếu người Do Thái bắt đầu chế tạo một điện tích nguyên thủy, thì họ khó có thể chọn thiết kế nào tốt hơn hòm giao ước. Một điều thú vị là, nếu có một vật dẫn nối với vỏ ngoài được đưa lại gần thanh trung tâm, chai lây đen sẽ tạo ra hiện tượng phóng điện với tia lửa lớn. Trên thực tế, bản thân van Montenbroek đã trải qua hiện tượng này khi thực hiện các thí nghiệm của mình. Ông nói rằng, sau một cú sốc như vậy, toàn bộ cơ thể tôi bị rung chuyển như bị sét đánh. Tương tự như vậy, Benjamin Franklin đã bị đánh bất tỉnh trong vài giờ khi đang thử nghiệm với một chiếc lọ nhỏ nặng bằng cốc thủy tinh. Điều này có thể gợi nhớ ngay đến số phận của những người chạm vào hòm giao ước. Thay vì bị sốc bởi chiếc lọ nhỏ, họ đã bị giết, thậm chí bị thiêu rụi bởi sự phóng điện khi vô tình chạm vào các nắp cherubim. Hòm giao ước thực sự là một loại bình siêu nạp, một tụ điện được thiết kế để lưu trữ và sử dụng nguồn điện cực lớn. Nếu vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là, làm thế nào Mô-xê có thể biết về một thứ hiện đại như vậy khi ông đã sống hàng nghìn năm trước khi bình lây đen được phát minh ra? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta cần hiểu rõ hơn về thời niên thiếu của Mô-xê. Mô-xê là con của một người phụ nữ Hebrew. Khi biết được đứa bé do mình sinh ra là con trai, bà đã tìm cách cứu đứa con của mình khỏi bị giết theo một chiếu chỉ mà Pharaoh đã tuyên bố rằng phải giết tất cả bé trai thuộc dân tộc Israel nô lệ ngay khi chúng vừa chào đời. Cuối cùng, bằng một cách thần kỳ, cậu bé Moses được nhận nuôi để trở thành một thành viên của hoàng gia Ai Cập. Vì vậy, trong 40 năm đầu tiên của cuộc đời, Moses sống như một hoàng tử và nhận được nền giáo dục tốt nhất của người Ai Cập, cuối cùng trở thành một trong những cố vấn quan trọng của Pharaoh. Moses đã học được tất cả những tinh túy, sự khôn ngoan của người Ai Cập. Chúng tôi tin rằng lượng kiến thức khổng lồ mà Mô-xê có được một phần là nhờ ông đã khám phá bí mật nào đó bên trong kim tự tháp. Trong một văn bản cổ của nhà triết học người Syria ở thế kỷ thứ tư là Iambicus, người đã viết lại những trải nghiệm của mình sau khi đi vào kim tự tháp. Ông nói rằng, chúng tôi đã tìm thấy một căn phòng bí mật khi chúng tôi bước vào. Nó tự động được chiếu sáng bởi ánh sáng từ một cái ống. Cái ống có chiều cao bằng bàn tay của một người đàn ông. Khi chúng tôi tiến lại gần thì cái ống đó sáng hơn. Những người nô lệ đã rất sợ hãi và bỏ chạy ra ngoài. Khi tôi chạm vào nó thì đột nhiên ánh sáng vụt tắt. Chúng tôi cố gắng hết sức để làm nó phát sáng trở lại nhưng không thành công.
Nhiều tài liệu khảo cổ khác đã phát hiện rằng nhiều công trình trọng khắc nghệ thuật của người Ai Cập cổ đại dường như mô tả việc sử dụng bóng đèn. Điều đó đã xác nhận những ghi chép của Iambicus là đúng. Chúng tôi đoán rằng có lẽ hòm giao ước chính là bản sao của một thứ gì đó mà Môsê đã nhìn thấy ở trong kim tự tháp Ai Cập. Vào cuối những năm 1800, một nhà phát minh người Anh tên William Seaman đã cùng đồng đội leo lên đỉnh kim tự tháp Giza vĩ đại. Anh ta mô tả rằng khi ở trên đó, anh ta đã thấy những tiếng ù ù rất chói tai. Một lúc sau, Seaman nhấp một ngụm rượu từ chai mà anh mang theo để ăn mừng việc thành công chinh phục đỉnh kim tự tháp. Nhưng ngay khi anh ấy vừa chạm môi lên miệng chai thì bị một cú điện giật đau đớn. Anh ấy đã rất ngạc nhiên về hiện tượng này và nghĩ rằng đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh ấy đã tình cờ tạo ra một bình lê đen tạm thời thông qua chai rượu của mình bằng cách bọc nó trong tờ giấy bạc. Điều đáng ngạc nhiên hơn là khi anh ấy nâng chiếc chai lên trên đầu, các tên lửa bắt đầu bắn ra khỏi đỉnh kim tự tháp, khiến người hướng dẫn của anh ấy hoảng sợ và lao tới để lấy cái chai ra khỏi tay Seaman. Trong lúc hoảng loạn, cái chai chĩa thẳng vào người hướng dẫn, khiến anh ta ngã lăn ra đất và bất tỉnh. Tôi tự hỏi, chỉ với một vật như chai rượu đã có khả năng tích một lượng điện nhỏ và tạo ra một cú phóng điện như vậy, thì điều gì sẽ xảy ra nếu như đó là một thứ lớn hơn nhiều và được làm bằng vật liệu chất lượng cao hơn, chẳng hạn như hòm giao ước? Người ta cho rằng vị trí thích hợp nhất để đặt một tụ điện như vậy là trong phòng của vua, một vị trí được coi là trái tim của kim tự tháp. Bên trong căn phòng này, người ta tìm thấy một thứ duy nhất là một chiếc dương bằng đá với một khoảng trống có kích thước chính xác bằng kích thước của chiếc hòm giao ước. Vào năm 2002, một đội thám hiểm đã sử dụng robot để thăm dò một số lối đi nhỏ và họ đã phát hiện ra một căn phòng nhỏ ở hướng Tây bị chặn bởi một tảng đá lớn. Đến năm 2011, họ đã quay lại khám phá căn phòng này bằng cách sử dụng máy ảnh siêu rắn có thể chụp xuyên vật cản. Kết quả hình ảnh thu được là những chữ tượng hình màu đỏ tuyệt đẹp được vẽ ở khắp nơi, có cả những biểu tượng và sơ đồ khó hiểu. Điều này đã khiến họ rất tò mò. Có một số người tin rằng những chữ tượng hình này thực chất là các sơ đồ nối các mạng lưới điện cổ xưa, giải thích chi tiết về cách sử dụng kim tự tháp vĩ đại như một máy phát điện. Liệu điều này có khả thi hay không? Liệu hòm giao ước thực sự là một tụ điện mạnh mẽ ở trung tâm của một hệ thống điện tiên tiến? Điều đáng chú ý là Thượng Đế không chỉ dạy cho Môsê cách tạo ra hòm giao ước, mà còn dạy ông cả cách xây dựng đền tạm giữ để cất chiếc hòm. Hình dáng của chiếc đền tạm cũng là một cấu trúc hình chóp tương tự như kim tự tháp. Vào năm 1915, Nikola Tesla, người được xem là một trong những nhà khoa học sáng tạo và điên rồ nhất lịch sử, người được gọi là nhà phát minh ra thế kỷ 20, khi nắm trong tay hơn 300 bằng sáng chế ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi bật là phát minh ra dòng điện xoay chiều. Ông đã xuất bản các bài báo cáo có tựa đề Thế giới kỳ diệu được tạo ra bằng điện. Trong đó, ông tuyên bố rằng Môsê chắc chắn là một thợ điện vĩ đại và khéo léo đi trước thời đại của ông. Tesla là một người say mê về Ai Cập cổ đại, đặc biệt là nghiên cứu về kim tự tháp. Thậm chí vào năm 1905, Tesla đã nộp bằng sáng chế có tên Nghệ thuật truyền năng lượng điện qua môi trường tự nhiên. Trong đó ông giới thiệu một thiết kế cho gọi là kim tự tháp điện từ. Ý tưởng của ông là bơm điện cho hành tinh bằng cách sử dụng một cấu trúc giống như kim tự tháp để phóng năng lượng điện lên trời. Sau đó, năng lượng đó có thể được khai thác bởi các thụ thể riêng lẻ xung quanh. Tóm lại, ý tưởng của ông là sử dụng một kim tự tháp như một nhà máy phát điện để tạo ra năng lượng tự do, không giới hạn cho thế giới. Có lẽ Tesla tạo ra ý tưởng đó chỉ đơn giản là cố gắng tái tạo chức năng của kim tự tháp Giza vĩ đại bằng chiếc hòm giao ước. Hãy cùng xem nhiều đài tưởng niệm nổi bật trong kiến trúc Ai Cập cổ đại. Hầu hết chúng được xây dựng với cấu trúc thân bằng đá granite và đỉnh bằng thạch anh. Cả hai vật liệu trên đều có tính dẫn điện cao, mà chúng chắc chắn có thể đóng vai trò là cơ quan tiếp nhận nguồn năng lượng mà Tesla đang nói đến. Nguồn năng lượng vô hạn được tạo ra từ kim tự tháp sau khi phóng lên trời. Những ý tưởng này của Tesla không chỉ là giả thuyết, mà trên thực tế, ông đã xây dựng một tòa tháp khổng lồ trên vách đá Warden ở Shoreham, New York vào đầu những năm 1900 dựa trên thiết kế của mình. Thậm chí ông đã đạt được một số thành công nhất định trong việc phóng năng lượng trên trời khi công trình nghiên cứu của Tesla sắp tiến đến bước đột phá cuối cùng
để hoàn thiện lý thuyết của mình về năng lượng tự do không giới hạn, thì đột nhiên nguồn tài trợ cho dự án của ông ấy đã bị cắt và Tesla buộc phải đóng cửa toàn bộ. Chính xác là những nhà cầm quyền lo sợ về sự kiểm soát năng lượng mà họ tạo ra sẽ bị đe dọa bởi nguồn năng lượng miễn phí không giới hạn. Có thể điều tương tự cũng đã xảy ra ở Ai Cập hàng nghìn năm trước. Do nguồn năng lượng mà kim tự tháp tạo ra có thể dẫn đến quyền lực của các pharaoh bị lung lay, nên họ đã chôn vùi bí mật hòm giao ước cũng như mục đích thực sự của kim tự tháp. Những bí mật khác của Ai Cập cổ đại cũng có thể đã bị che giấu cùng với lý do trên. Chẳng hạn như, làm thế nào mà kim tự tháp vĩ đại lại được xây dựng tại chính trung tâm của khối đất trên trái đất khi hàng nghìn năm trước người Ai Cập không thể biết được vị trí này. Kim tự tháp vĩ đại cùng với tượng nhân sư được bố trí hoàn hảo theo hướng các vì sao. Và làm thế nào mà các phương trình và khái niệm toán học phức tạp như số pi lại được sử dụng trong kỹ thuật xây dựng kim tự tháp vĩ đại khi chúng mới được chính thức phát hiện nhiều năm sau đó. Hơn nữa, có rất nhiều chữ tượng hình và hình trạng khác của người Ai Cập cổ đại xuất hiện để mô tả UFO. Phần lịch sử bị mất kỳ lạ này vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của loài người. Chúng ta sẽ luôn phải đi tìm câu trả lời. Tôi tin rằng trong tương lai gần, những bí ẩn sẽ dần được hé lộ. Hãy luôn theo dõi chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về bí ẩn của nhân loại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo.